hôm nay mình sẽ cho các bạn xem các phiên bản khác nhau của pizza mini. Mỗi phiên bản đều có màu sắc và hình thái riêng, họa tiết cũng riêng lẻ luôn. Mình thiết kế cho mỗi phiên bản một màu sắc khác nhau. Như các bạn thấy, sẽ có màu trắng, màu vàng, màu đỏ và hai màu nữa là màu bìa cắt tông, một màu đậm hơn và một màu nhạt hơn cho mọi người lựa chọn dễ hơn. Kèm theo đó thì mình có bán các bao bì để các bạn có đam mê gấp đồ mini thì các bạn có thể mua về để thưởng gặp những món xinh xinh nhỏ nhỏ như thế này. Cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người có một ngày tốt lành. まだ死にたって重ねた思いなら今